Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 12 năm 2022, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần chảy nước rút về đích, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đạt được các mục tiêu trong năm 2022, nhưng phải mang tính bền vững. Nhìn lại tình hình 11 tháng qua, Thủ tướng nhấn mạnh tình hình thế giới tiếp tục biến động rất phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn hơn, một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy thoái, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, lãi suất và sự giảm giá tiền tệ ở nhiều quốc gia tiếp tục gia tăng. Trong nước, sau 2 năm phòng chống dịch COVID-19, sức khỏe của nền kinh tế bị bào mòn, trong khi phải đối phó với các cú sốc từ bên ngoài và thực hiện chấn chỉnh lại hoạt động của một số thị trường như chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp. Để các thị trường này hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung điều hành chỉ đạo các bộ ngành địa phương nắm chắc tình hình, cụ thể hóa triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung xử lý các vấn đề lớn mới phát sinh nhằm tháo gỡ khó khăn của nền kinh tế, theo dõi chặt chẽ tình hình doanh nghiệp, lao động, việc làm, chủ động có giải pháp hỗ trợ kịp thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nhờ đó, tình hình ổn định trở lại các thị trường có tín hiệu tích cực, một số vấn đề đột xuất nảy sinh được xử lý chắc chắn. Hiện tượng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế được khắc phục, hoạt động kinh doanh xăng dầu bình thường trở lại. Đặc biệt tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn. Chỉ còn một tháng là kết thúc năm 2022, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương cần chảy nước rút về đích, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt được các mục tiêu nhưng mang tính bền vững. Đồng thời, chuẩn bị cho năm 2023 đã được xác định là năm có khó khăn, thách thức nhiều hơn là cơ hội và thuận lợi. Chỉ đạo điều hành cần bản lĩnh hơn, hiệu quả hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn để xử lý các vấn đề đặt ra. Tiếp tục chương trình hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, chiều nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt đến đại biểu chuyên đề định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại điểm cầu Cà Mau, tham gia hội nghị có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh tính cần thiết của định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để lập các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia, là căn cứ để xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công và thu hút đầu tư. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp. Việc học tập quán triệt tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể cá nhân làm chưa tốt, chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức đảng khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả, với phương châm chủ trương 1, biện pháp 10, hành động phải 20. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra do 3 bộ chủ trì. Cụ thể, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan, tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh, thành phố từ trung ương đến cấp xã. Theo đó, đoàn sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các tỉnh có cửa khẩu, các thành phố lớn.
thời gian cao điểm kiểm tra từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Dù hàng Tết đã được bày bán khá nhiều, nhưng sức mua có phần trầm lắng. Theo các tiểu thương, năm nay các loại bánh kẹo, mứt, trái cây sấy có giá tăng từ 5 đến 10% do nguyên liệu đầu vào tăng cao. Đơn cử như giá hạt dưa, hạt bí từ 180.000 đến 200.000 đồng một ký, hạt điều 320.000 đến 350.000 đồng một ký, mứt dừa 190.000 đồng một ký, mứt mãng cầu 350.000 đồng một ký. Thưa quý vị, mới đây Bộ Công Thương công bố danh sách 281 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021. Trong danh sách này, tỉnh Cà Mau có 7 doanh nghiệp ở lĩnh vực xuất khẩu thủy sản và mặt hàng phân bón. Hai lĩnh vực này cũng là điểm sáng của ngành công nghiệp tỉnh Cà Mau, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh năm 2022, ước đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Ở lĩnh vực thủy sản, công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú, công ty cổ phần chế biến và dịch vụ thủy sản Cà Mau KZ, công ty cổ phần thủy sản Cà Mau, công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Minh Cường, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Căn và công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi được xét chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021. Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021 ở mặt hàng phân bón. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường. Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển có 4 dự án điện gió được cấp phép đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hàng ngàn tỷ đồng, góp phần vào phát triển kinh tế của địa phương. 4 dự án điện gió gồm điện gió Tân Ân, điện gió Diên An, điện gió An Đông, điện gió Khai Long với tổng công suất 650 MW. Trong đó, nhà máy điện gió Tân Ân 1 giai đoạn 1 được đưa vào vận hành thương mại một dự án với công suất 25 MW truyền tải lên lưới điện quốc gia. Huyện Ngọc Hiển có chiều dài bờ biển 98 km, có tiềm năng lợi thế về khai thác, phát triển năng lượng điện gió. Do đó, huyện đang tiếp tục khuyến khích mời gọi nhà đầu tư nhằm khai thác hiệu quả tiềm lực này, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước tặng giấy khen đột xuất cho em Châu Như Đan, học sinh lớp 12A15, trường Trung học Phổ thông Cái Nước, thường trú ở ấp Giải Phóng, xã Tân Hưng Đông. Em Châu Như Đan nhặt được của rơi và đã mang trả lại tài sản cho người đánh rơi. Trước đó, em Châu Như Đan trên đường đi học về đến khu vực cầu Giải Phóng thuộc ấp Giải Phóng, xã Tân Hưng Đông, nhặt được chiếc ví bên trong có giấy tờ tùy thân mang tên Lê Hữu Hiền, địa chỉ thường trú xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định và hơn 1,4 triệu đồng. Ngay sau đó, em đến công an xã Tân Hưng Đông trình báo vụ việc và bàn giao chiếc ví cho cơ quan công an, mong muốn trả lại tài sản cho người đánh rơi. Từ những thông tin có được bên trong chiếc ví, công an xã Tân Hưng Đông nhanh chóng xác minh và liên hệ anh Lê Hữu Hiền trao trả lại tài sản. Thầy cô đã dạy em là phải tìm nhặt được của rơi phải trả lại cho người mất, thì tiếp tục phát huy cái truyền thống đó. Giống như là ở trường em cũng từng có nhiều bạn là đã nhặt được của rơi và trả lại, thì em thấy hành động nó rất là đẹp, cho nên là em mau quyết định là sẽ tìm lại người mất và trả lại cho người ta nhanh chóng nhất có thể. Thông qua cái việc làm của bạn Châu Như Đan thì các bạn trong lớp cũng thấy được đó là một cái hành động đáng được tuyên dương. Và trong suy nghĩ của các bạn ở trong lớp thì các bạn cũng hứa với lòng là nếu chứ mà các bạn nhặt được của rơi thì cũng chắc chắn cũng sẽ trả lại cho người đã mất. Cũng với việc làm tương tự, trước đó, xã Tân Hưng Đông trao giấy khen đột xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cái Nước cho em Nguyễn Văn Đa, học sinh lớp 10A7, trường Trung học Phổ thông Cái Nước. Trên đường đi học rồi cũng gần trễ giờ vô lớp rồi, cái em lên trên cầu chỗ Lộ Gòn á, cái em thấy có một cái bóp, cái em mới chạy qua rồi, em tính trễ giờ em không lụm, nhưng mà em sợ như mình không lụm thì khi người khác cũng lụm à, nhưng mà em mới quay lại em lụm, em đưa con men luôn.
với em mặc nó khoét ngoài nữa, anh công an nó không biết em là học sinh nữa, cho nên em đưa thêm mọi cái bảo dịch tốt gắn phúc huy, cho nên em cũng rất là vui. Em Nguyễn Văn Đa là tấm gương trong trường trung học phổ thông Cái Nước. Em đã giúp được người tính gơi tìm lại được cái tài sản của mình. Hành động của em là một trong những cái bài học về đạo đức rất là thực tế, về cái tính trung thực, thật thà, rất là đáng quý và cần được lan tỏa cho mọi người. Kể từ tháng 9 đến nay, xã Tân Hương Đông có 4 công dân nhặt của rơi trả lại người đánh mất tài sản, trong đó có 2 em học sinh. Tổng giá trị tài sản nhặt được trả lại lên đến gần 200 triệu đồng. Mấy tháng gần đây thì về phía ủy ban cũng rất là vui mừng vì đã có những cái hành động tốt, việc có người tốt, việc tốt. Khi nhặt được của rơi thì báo ngay cho công an để trả lại người bị đánh rơi. Hành động này rất là cao quý và sẽ phát huy cái hành động này hơn nữa trong cộng đồng dân cư. Cái phong trào thi đua, học gương tốt, người tốt. Để cho người dân nhận thức được khi mình nhặt được của rơi thì mình nên trả lại. Hành động nhặt của rơi trả lại tài sản người đánh rơi là việc làm tốt, cần được biểu dương kịp thời. Tuy nhiên qua đây cũng nhắc nhở người dân cần ý thức cẩn trọng hơn về giữ gìn tài sản khi đi đường. Những ngày này, người dân ở huyện Cực Nam Tổ quốc tích cực thi đua lao động sản xuất và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau thông qua cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai 13 tháng 12 năm 1940. Dưới tượng đài anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Bông Văn Dĩa, các em học sinh được tham gia buổi sinh hoạt ngoại khóa với nhiều hoạt động ý nghĩa, được giáo viên kể về lịch sử địa phương. Những chiến công vang dội của anh hùng Bông Văn Dĩa đã lèo lái con tàu Phương Đông 1 vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam được an toàn và tham gia cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai để đánh đuổi kẻ thù. Đứng trước anh linh anh hùng Bông Văn Dĩa, các em học sinh thế hệ hôm nay luôn tự hào về người con của quê hương Ngọc Hiển, không tiếc máu xương, hy sinh để giành độc lập tự do cho dân tộc. Quê hương có một anh hùng lực lượng vũ trang Bông Văn Dĩa được học dưới mái trường mang tên ông, có những thầy cô tận tình, chu đáo và giáo dục truyền thống tốt đẹp. Vì thế là trong tim em luôn có một lòng tự hào trào trực và luôn thôi thúc em là cần học tập tốt hơn mỗi ngày. Là thế hệ trẻ em cần phải quyết tâm học hành hơn nữa để xây dựng cho một Ngọc Hiển tốt đẹp hơn. So với những buổi trên lớp thì mình thấy học sinh nó rất thích học ngoại khóa. Thứ nhất là nói về nhân vật của những cái con người rất là gần gũi với các em á. Cái thứ hai nữa là ngay tại cái địa bàn mình là các em cũng hiểu biết rất là nhiều. Rồi cái thứ ba là được ra ngoài học với cái môi trường nó thông thoáng hơn, thoải mái hơn nên học sinh rất là hứng thú. Những ngày tháng 12, dưới mái trường mang tên thầy giáo Phan Ngọc Hiển, các em học sinh và đoàn viên thanh niên của nhà trường được ôn lại truyền thống yêu nước qua những cuộc đấu tranh gian khổ của các thế hệ cha anh đi trước. Đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai vào ngày 13 tháng 12 do thầy giáo Phan Ngọc Hiển trực tiếp chỉ đạo cùng các chiến sĩ yêu nước tham gia chiến đấu đã giành thắng lợi dễ dàng. Cuộc khởi nghĩa là mốc son chói lọi, cổ vũ mạnh mẽ ý chí chiến đấu kiên cường, oanh liệt của các chiến sĩ. Từ đó, giúp các em học sinh và đoàn viên thanh niên khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua học tập, tiếp tục cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Rất là tự hào, dưới mái trường mang tên là Phan Ngọc Hiển là một thầy giáo rất là trẻ và rất là tâm huyết với nghề nữa. Thì con thấy là như đang được tiếp thu, không những là học trên trường mà còn học được những... về lịch sử, được tìm hiểu thêm về anh hùng Phan Ngọc Hiển, nói chung là không thấy rất là tự hào. Thì với bản thân tôi thì rất là vinh dự khi được làm người giáo viên mang ở ngôi trường là trung học phổ thông Ngọc Hiển. Thì mỗi dịp kỷ niệm các sự kiện lớn thì phía đoàn trường cũng tổ chức các hoạt động, các phong trào, các hình thức về nguồn để cho các em này tưởng nhớ lại cái quá trình lịch sử hào hùng của dân tộc. Như sắp tới đây là ngày 13 tháng 12 năm là kỷ niệm 82 năm ngày khởi nghĩa Hòn Khoai, thì phía đoàn trường là cũng có là những buổi tuyên truyền, những buổi nhắc nhở lại những kiến thức, những cái quá trình lịch sử, sau đó là về những địa chỉ đỏ như là các khu tưởng niệm, và về khu tưởng niệm thì các em sẽ là ra tích cực là dọn vệ sinh, thắp nén nhang tri ân nhớ tới các vị anh hùng. Tự hào về truyền thống dễ dàng ấy, thế hệ trẻ nơi mảnh đất cuối trời Cực Nam Tổ quốc luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu trong học tập, lao động sáng tạo để kiến thiết quê hương.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 12 tới tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam. Tại buổi họp báo, Trung ương Đoàn cho biết đại hội có khẩu hiệu hành động là khát vọng đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo. Dự kiến khoảng 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu cán bộ đoàn viên thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước tham dự. Tại đại hội, các đại biểu sẽ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2027, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự thảo văn kiện Đại hội đoàn toàn quốc lần này xác định 3 khâu đột phá, đó là vấn đề khởi nghiệp, trong đó chú trọng khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên, chuyển đổi số và công tác cán bộ đoàn. Đây là một điểm mới khẳng định sự thay đổi của tổ chức hướng tới thế hệ Gen Z. Đây là thế hệ có nhu cầu khẳng định bản thân, khả năng dẫn dắt, tổ chức các hoạt động phong trào. Thưa quý vị, chuyến tàu mang tên Trao yêu thương, thêm hạnh phúc của câu lạc bộ sách và hành động Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã đến nhiều địa bàn, tiếp sức cho nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ý nghĩa hơn, chương trình được hình thành từ những tấm lòng của các em học sinh là thành viên câu lạc bộ. Gia đình em Thạch Quốc Tường, học sinh lớp 2, trường tiểu học Tân Trung, điểm xóm Rẫy, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi là hộ nghèo, đồng bào dân tộc, không đất sản xuất. Hằng ngày, cha mẹ em Tường phải đi mò sò, lượm mũ, thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng. Chiếc xe đạp do câu lạc bộ sách và hành động trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển trao tặng đã mang đến niềm vui, giảm bớt chi phí đi đò mỗi ngày của em. Con không có xe đạp đi học, con phải đi đò. Con cảm ơn mấy chú mấy cô, chị sáng học còn giỏi. Em Trịnh Thị Ngọc Trân, học sinh lớp 1 trường tiểu học Bến Bào, điểm nhà cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, cũng thuộc diện hộ nghèo không đất sản xuất. Hằng ngày cha em phải đi làm thuê kiếm sống. Biết được hoàn cảnh gia đình em, món quà gồm nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập từ câu lạc bộ sách và hành động trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển hỗ trợ được xem là sự động viên cổ vũ để em vượt khó vươn lên trong học tập. Con rất là vui. Con nói với mẹ mấy chị có học giỏi. Con làm cho em của bán hồ. Xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi là một trong những điểm đến của câu lạc bộ sách và hành động trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển. Tại đây, đoàn đã trao 16 chiếc xe đạp, 30 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tổng kinh phí hơn 40 triệu đồng. Câu lạc bộ của tụi em là câu lạc bộ sách và hành động, không những chỉ là nói về sách mà tụi em là còn hành động với mục đích là tụi em vun bồi văn hóa đọc với và tinh thần hành động cho các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Cà Mau của mình. Tụi em trong cái sự kiện này thì tụi em muốn hướng tới là làm kích khởi và khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ của các bạn học sinh và mong các bạn có thể học tập được một số kỹ năng như là chia sẻ và có thể là các bạn biết yêu thương người khác hơn và đặc biệt là các chị em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn tất cả các. Về phía ban giám hiệu cũng như là ban chấp hành đoàn thì luôn luôn ủng hộ tối đa các em. Khi các em lập kế hoạch thì sẽ có sự tư vấn của các thầy cô, chỗ nào chưa được cần thay đổi chỗ nào. Và đặc biệt là về vấn đề xin tài trợ và kinh phí thì khi mà các em muốn có như là muốn xin tài trợ thì các thầy cô luôn là có là cái người đứng phía sau tư vấn để cho các em có thể là đi vận động với nhà tài trợ để có cái sự hỗ trợ tốt nhất từ nhà trường. Chuyến tàu mang tên Trao yêu thương, thêm hạnh phúc của câu lạc bộ sách và hành động trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã đến nhiều địa chỉ như lớp học tình thương phường 6, khu lưu cư tại thành phố Cà Mau, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi với kinh phí trao tặng hơn 50 triệu đồng từ các thành viên trong câu lạc bộ vận động gây quỹ. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, những hành động san sẻ yêu thương của câu lạc bộ sách và hành động trường trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển đã gắn kết được nhiều tấm lòng. Hơn hết, các em đã mang thông điệp tích cực san sẻ với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Sáng nay, Linh Mục Nguyễn Đức Mười, nhà thờ An Hội, thành phố Cần Thơ, phối hợp với Bệnh viện Mắt Da Liễu, tỉnh Cà Mau, tổ chức tặng quà cho bệnh nhân Phong và cấp học bổng cho con em của bệnh nhân Phong trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Linh Mục Nguyễn Đức Mười cùng với Bệnh viện Mắt Da Liễu, tỉnh Cà Mau tặng 300 suất quà trị giá hơn 300 triệu đồng cho bệnh nhân Phong và cấp 40 suất học bổng cho con em của bệnh nhân Phong, mỗi suất học bổng trị giá từ 1 triệu đến 5 triệu đồng. Thời gian qua, Linh Mục Nguyễn Đức Mười cùng với các mạnh thường quân luôn đồng hành với bệnh nhân Phong trong việc hỗ trợ chăm sóc điều trị tàn tật, đồng thời vận động hỗ trợ vốn để gia đình bệnh nhân Phong phát triển kinh tế. Riêng con bệnh nhân Phong được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo nghề. Qua đó, nhiều gia đình bệnh nhân vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, trong những ngày tới, mực nước triều trên các sông rạch tiếp tục lên dần theo kỳ triều cường rằm tháng 11 âm lịch. Đỉnh triều cao nhất xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 12 năm 2022, tức từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 11 âm lịch. Theo dự báo trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương chủ động phòng chống ngập cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông, ven biển. Riêng tại thành phố Cà Mau, cần đề phòng mưa lớn cục bộ kết hợp với triều cường, mực nước lên cao gây ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường có độ cao thấp trong nội ô thành phố. Ngoài ra, các đơn vị địa phương có liên quan cần theo dõi sát tình hình triều cường, chủ động triển khai ứng phó, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ được giao, địa bàn, lĩnh vực quản lý, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân nắm bắt được thông tin về triều cường, hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin khép lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.